Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tại hội đường Caphanaum, Đức Giêsu đã tuyên bố: ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nghe vậy, nhiều môn đệ của người liền nói: lời này chướng tai quá, ai mà nghe được. Nhưng Đức Giêsu tự biết được là các môn đệ đang sầm xì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: vì thế Thầy đã bảo anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: thưa Thầy, bỏ Thầy, chúng con biết đến với ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, bài tin mừng hôm nay kết thúc diễn từ bắn hàng sống. Diễn từ bắn hàng sống khởi đi từ câu chuyện Chúa Giêsu rao giảng trong hoang địa. Đến chiều tối, Chúa thấy người ta chưa ăn uống gì, Chúa chặn lòng thương, Chúa làm phép lạ hóa bắn ra nhiều để nuôi dân chúng. Hôm sau, dân chúng đi tìm Chúa, gặp được Chúa, họ rất vui. Nhưng xem ra Chúa lại không vui, bởi lẽ Chúa biết họ tìm Chúa không phải vì Chúa, mà vì được ăn bắn no nê. Chúa nói: đừng như thế, hãy lao công đừng vì những lương thực hay hư nát, mà lao công vì lương thực đem đến sự sống đời đời, bằng cách tin vào Đấng Thiên Chúa sai đến. Họ hỏi Chúa: vậy thì ông làm gì đi để cho chúng tôi tin? Chẳng hạn như cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, ông hãy làm những chuyện tương tự như vậy. Chúa nói: ai ăn manna thì rồi cũng phải chết, còn bắn ta ban nếu ăn vào được sống đời đời, vậy thì hãy cho chúng tôi bắn đó. Chúa nói: bắn đó chính là tôi đây. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Nghe lời đó, họ cảm thấy chướng tai. Làm sao có thể ăn thịt và uống máu người được? Họ phản ứng. Trước phản ứng của họ, Chúa không rút lời. Chúa nói: ai không ăn thịt và uống máu của Chúa không được sống đời đời. Nhiều người nghe thấy không thể chấp nhận được, họ bỏ đi, Chúa mới hỏi nhóm 12: người ta đi hết rồi, vậy anh em có muốn bỏ đi luôn không? Ở đây chúng ta thấy Chúa đặt các tông đồ trước một sự chọn lựa, hoặc là trung thành với Chúa, hoặc là bỏ Chúa. Thánh Phêrô đại diện cho các tông đồ đã thể hiện sự trung thành với Chúa. Ông nói: bỏ Thầy, chứ con biết đến với Ai, vì chỉ có Thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời. Việc Thánh Phêrô chọn Chúa phần nào giống với ông Giô-suê, gia đình ông và cả dân Israel chọn Chúa. Chúng ta thấy điều này trong bài đọc 1. Bài đọc 1 kể lại việc ông Giô-suê triệu tập đại hội ở Si-chem. Bởi lẽ ông thấy dân Israel khi vào đất hứa rồi, bắt đầu họ không còn trung thành với Chúa, họ pha trộn, họ thờ thần này, thờ thần kia. Ông mới triệu tập đại hội ở Si-chem và bắt dân có một sự chọn lựa dứt khoát, hoặc là chọn Chúa, hoặc là chọn những vị thần khác. Ông cũng nói lên lập trường của mình: tôi và cả gia đình chúng tôi chọn Chúa. Dân Israel nói: chúng tôi cũng chọn Chúa. Rồi họ mới nhớ lại những gì Chúa làm, nào là giải thoát họ khỏi Ai Cập, gìn giữ họ trên hành trình về đất hứa, nuôi sống họ bằng manna, giúp họ chiến thắng các dân cản đường họ. Do đó họ dứt khoát chọn Chúa. Thật ra thì không phải họ chọn Chúa, mà là Chúa chọn họ trước. Điều mà họ biểu lộ là họ tiếp tục trung thành với Chúa. Cũng như các tông đồ, không phải các tông đồ chọn Chúa, chính Chúa chọn, nhưng mà đến một giai đoạn nào đó bước theo Chúa, Chúa mới kiểm chứng lại, thì các tông đồ vẫn bày tỏ lòng trung thành với Chúa. Và ngày nay Chúa cũng muốn câu trả lời của chúng ta: còn muốn tiếp tục theo Chúa nữa không, hay là muốn rời bỏ Chúa? Có lẽ đang ngồi đây rồi thì chắc ai cũng sẽ trả lời là chúng con chọn Chúa, chúng con trung thành với Chúa. Thật ra thì việc trung thành với Chúa cũng không dễ gì, bởi lẽ từ trong thâm sâu của lòng ta, những cái đam mê tội lỗi nó cứ kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Rồi thế gian với lôi kéo tiền tài, danh vọng, quyền lực, lạc thú, nó lôi chúng ta rời khỏi Chúa. Và cuộc hành trình theo Chúa gian nan, hy sinh, bỏ mình, đầy những khó khăn, nó cũng làm cho chúng ta nhiều lần nản lòng, muốn bỏ cuộc, muốn bỏ Chúa. Cho nên chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta được ơn trung thành với Chúa. Trung thành với Chúa là dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn tin tưởng nơi Chúa. Như ông Giô-suê: tôi và gia đình tôi chọn Chúa. Cuộc đời của gia đình của mỗi người cũng có những sóng gió, cũng những khó khăn, những thời điểm mà kinh tế nó xuống, rồi nợ nần, rồi làm thu nhập không bao nhiêu mà trang trải nhiều, rồi những tai họa nó ập đến. Lúc đó cái lòng tin nó dễ bị chao đảo. Thì xin Chúa cho cái ơn dù cuộc sống có thế nào, vẫn cứ tin tưởng và trung thành với Chúa. Trung thành với Chúa còn là trung thành với lời dạy của Chúa. Như bài đọc 2, Chúa dạy người sống gia đình các ông thì phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Chúa Giêsu đã chết cho hội thánh, thì các người chồng cũng sẵn sàng chấp nhận những vất vả, những hy sinh, những khó nhọc vì gia đình. Chúa Giêsu ở cùng hội thánh mọi ngày cho đến tận thế, thì những người sống đời gia đình cũng chung thủy với gia đình mình như vậy. Rồi Chúa Giêsu yêu bao dung, bất toàn của hội thánh, Chúa xí xóa, Chúa bỏ qua, không phải một lần và tái đi tái lại Chúa tiếp tục. Nhưng mà Chúa lại đòi người vợ sống với lại chồng như hội thánh với Chúa Giêsu. Hội thánh tùng phục thì vợ cũng tùng phục chồng. Có vẻ điều này ngày nay càng lúc càng khó khăn. Nào là bình đẳng, nào là rồi những cái lập luận nọ khác á, nó làm cho người ta không dễ gì. Rồi cũng có khi là bất toàn của người chồng nữa, khiến người vợ khó tùng phục. Nhưng mà Chúa dạy xin cho người chồng tròn vai, người vợ cũng như thế. Làm gì thì gia đình cũng có trao đổi, nhưng cuộc sống vẫn phải có đầu, nhà phải có nóc. Cho nên dù nói hết, dù tất cả, nhưng cuối cùng phải có sự vâng phục như lời Chúa dạy. Trung thành với Chúa, Chúa dạy gì thì cứ thế mà làm. Trung thành với Chúa gọi là chọn Chúa, dù phải chấp nhận những hy sinh. Chuyện kể lại năm 1924, có một chàng thanh niên tên là Eric Liddell ăn đoạt huy chương vàng môn chạy 100m nước Anh. Ban thể dục thể thao nước Anh cử anh đi thi Olympic tại Pháp năm đó, nhưng anh lại từ chối không tham gia cuộc thi. Lý do đơn giản là cuộc thi đó tổ chức vào ngày Chúa Nhật. Anh không chấp nhận việc đi tìm chiếc huy chương vàng mà bỏ lễ Chúa Nhật. Mọi người thuyết phục anh, hoàng tử thuyết phục anh, báo chí gây áp lực cho anh, nhưng anh nhất định không đổi ý. Thế là họ chửi anh là đồ phản quốc. Anh chấp nhận. Ít năm sau, anh còn làm mọi người kinh ngạc khi anh bỏ mọi sự qua truyền giáo ở vùng Trung Quốc. Sau đó Nhật tấn công, anh bị bắt giam trong trại tập trung. Nơi đây anh tiếp tục làm công tác truyền giáo và anh đã chết trong trại tập trung này. Ở đây chúng ta thấy Eric Liddell vì chọn Chúa nên sẵn sàng hy sinh vì Chúa. Nói gương ăn, chúng ta cũng chọn Chúa. Nhiều người không can đảm như vậy đâu. Ngày Chúa Nhật mà làm có tí thu nhập, có khi cũng bỏ cả lễ rồi xưng tội sau. Đó, dám chọn cả cái huy chương vàng hy sinh, chọn Chúa. Rồi cũng có khi nhiều người cuộc sống đang bình thường, nhưng rồi đang phục vụ nhà Chúa. Bây giờ có một cái công việc nó lương nó cao hơn, phải bỏ giờ phục vụ, bỏ dễ lắm. Thôi thì đi lễ là được rồi, chứ còn phục vụ tính sau. Lợi nhuận nó vẫn hấp dẫn mình hơn. Có những cái chọn lựa trong cuộc sống nó không dễ gì mình dám chọn Chúa mà mình hy sinh đâu. Xin cho chúng ta trung thành với Chúa, chọn Chúa ngay cả phải hy sinh những mối lợi, chọn Chúa ngay cả hy sinh những cái gì đó mà thế gian ban tặng để rồi dấn thân cho phục vụ Chúa và cho công việc của Chúa. Khi ta sống như thế, đời ta đời thành tựu như Chúa muốn.